Thưa quý vị, từ đêm nay khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn ổn định nên nhiệt độ miền Bắc sẽ không giảm thêm. Nền nhiệt ở Hà Giang, Cao Bằng hay Lạng Sơn sẽ duy trì trong khoảng từ 7 cho đến 9 độ. Riêng tại Mẫu Sơn, nhiệt độ tiếp tục thấp dưới 2 độ và đây cũng là khu vực có khả năng cao xảy ra hiện tượng băng giá. Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái hay là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay Bắc Giang, nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 9 đến 11 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ xấp xỉ trong khoảng từ 11 đến 13 độ. Sang ngày mai, Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều cả ngày. Mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi tăng nhẹ lên mức từ 14 cho đến 16 độ và vẫn duy trì tình trạng rét hại. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ từ 16 cho đến 18 độ nên vẫn trong tình trạng rét đậm. Với miền Trung, dự báo trong đêm nay và cả ngày mai, không khí lạnh tiếp tục dồn thêm xuống, duy trì tương tác giữa gió Đông Bắc và sườn đón gió của dãy Trường Sơn, khiến cho suốt một dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Khánh Hòa vẫn có mưa nhiều nơi. Cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm mạnh, xuống chỉ còn từ 16 cho đến 19 độ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng sang cả khu vực Tây Nguyên. Trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây hơn, một số điểm có mưa nhỏ về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay duy trì trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Sang ngày mai, nhiệt độ tại Tây Nguyên cũng chỉ duy trì trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Chỉ duy nhất khu vực Nam Bộ là vẫn trong tình trạng không mưa, trời nắng. Nền nhiệt cao nhất ngày mai duy trì trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.